cười. Xin kính chào các thầy cô giáo, kính chào quý vị phụ huynh cùng toàn thể các con có mặt trên lớp hôm nay ạ. Ở trong phần nhận xét, có một vài bạn được các thầy cô đọc. Ví dụ như là bạn Mai Văn Tuấn Anh, thì tuần này mẹ có chia sẻ là con cùng em chơi điện thoại. Đây là lần đầu tiên bạn Mai Văn Tuấn Anh được mẹ nhắc nhở nghiêm khắc. Vì trước đó thì Tuấn Anh rất là ngoan, không có những cái biểu hiện như vậy. Mà tuần vừa qua thì mình lại cùng với em chơi điện thoại, chơi game trên điện thoại, khiến cho mẹ thầy nghĩ là mẹ rất là đau lòng. Nhà bạn Mai Văn Tuấn Anh phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Thế như mẹ nói đấy, mình làm anh, mình phải làm gương cho các em. Tại sao mà chúng ta nói em nó không nghe lời? Bởi vì mình không làm gương, không làm cái chuẩn mực cho em. Cho nên nó nhìn thấy mình là nó không có tôn trọng. Em nó tôn trọng mình là chứng tỏ là mình thực sự là anh rất là có cái uy tín trong mắt của em thì nó mới tôn trọng. Chứ còn mình nó còn hư, mình còn hư hơn cả em nữa thì không bao giờ. Em mình đã như thế, người ngoài thì người ta lại còn xem thường mình. Cho nên một người có được người khác tôn trọng hay không phải hỏi chính mình. Nên mình làm anh, bản thân mình phải có bổn phận với cha mẹ, phải ngoan, phải hiếu với cha mẹ. Nhưng mà mình còn có thêm một cái bổn phận nữa, đó là làm anh. Mình phải làm gương cho em. Đây là trách nhiệm, đây là bổn phận. Thì các con phải lưu ý, làm anh, làm chị là chúng ta phải nêu gương tốt cho em. Chứ nhiều khi ấy, anh hư rồi, anh hư hỏng, chị hư hỏng, lại còn muốn lôi kéo thêm em để cho em hư hỏng nữa. Để làm gì vậy? Để về nhà chốc nữa đừng có mách mẹ. Đấy. Ăn vụng rồi bảo mày cũng ăn miếng đi. Mình đã xấu rồi còn muốn kéo người khác xấu nữa. Đây là ác nha. Các con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, các con xem. Mình đã ác rồi, mình đã xấu rồi, lại còn muốn người khác xấu cùng với mình. Như thế là rất là, nó là tội ác. Trong cái phần chương chữ ác ấy, chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Bạn Trịnh Xuân Mai đọc truyện trong giờ học, thế rồi xem lén điện thoại không hề xin phép mẹ. Bạn Xuân Mai lần này cũng là lần mà được nhắc nhở rất là nghiêm khắc. Trong giờ học thì không biết là lý do gì, nhưng mà lôi chuyện ra xem, không biết xem được nhiều hay ít, nhưng cô giáo nhìn thấy và bắt được. Đây là một cái biểu hiện gọi là thiếu nghiêm túc trong giờ học, không tôn trọng giáo viên. Cũng giống như trong lớp, bất cứ lớp học nào cũng thế. Chúng ta mà cứ làm việc riêng nhiều thì có nghĩa là không tôn trọng thầy cô giáo hay gì nữa. Không tôn trọng người nói. Bây giờ người nói phải có người nghe. Người nói thì cứ mặc kệ người nói, còn người nghe thì tôi thích làm gì tôi làm. Vậy thì con nó còn ra cái lớp sao được nữa. Cho nên là cái này là cái mà phải rút kinh nghiệm. Xem lén điện thoại, mượn đồ người, dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm, mà đã là trộm rồi thì là tội.
Đây là tội không phải lỗi. Bởi vì các con đều biết hết rồi. Nhân quả, thậm chí có đây ở trong lớp có nhiều bạn rất là hiểu về nhân quả. Phạm lỗi nhiều lần thì không gọi là lỗi mà gọi là tội. Bạn Phạm Minh Tuệ thì thầy biết là đang học trên thầy Tịnh Sang, cho nên là mẹ hôm trước cũng có báo với thầy là xin phép là không nộp bài ở nơi mẹ không gửi bài được. Thì trên chỗ thầy Tịnh Sang thì rất là nhiều việc, cho nên là thầy cũng đang sắp xếp. Tuần vừa rồi cũng xin phiếu bài tập, nhưng mà chắc là gửi lên thì chưa có kịp cập nhật. Hôm nay có mẹ của bạn Thanh Thanh cũng có nộp phiếu bài tập cho thầy, nhưng mà nộp buổi trưa thì hơi muộn, thầy cô cũng không cập nhật kịp. Và thầy cũng đã cho mẹ của bạn Thanh Thanh vào nhóm thanh thiếu niên để cập nhật thông tin cũng như là nộp bài lên nhóm thanh niên, thanh thiếu niên, các thầy cô cập nhật. Bạn Khổng Nguyễn Phương Thảo, không biết có phải là bạn Thảo hay không, thầy thấy vẫn chưa hết chữ. Thì có một việc, có một cái lỗi này mà phải kiểm điểm nghiêm khắc. À, nói xấu chị với bạn qua Facebook. Đây là dại, đúng không? Nói ra thầy cũng xấu hổ nữa. Ai lại làm cái việc đó? À, nói xấu người khác mình cũng đừng có nói rồi, chứ đừng có nói gì nói xấu chị. Đây là một cái hành động dại dột mà con nên xin lỗi chị, xin lỗi mẹ, xin lỗi chị. Chân thành mà xin lỗi thì chị sẽ bỏ qua cho. Không thì đây nó sẽ là một cái ấn tượng rất là không tốt trong cuộc đời. Chúng ta nhiều khi ấy, chúng ta đúng là ăn chưa no, ăn không no, lo không tới. Không chỉ riêng chúng ta đâu, kể cả những người lớn thầy thấy. Cứ ngồi chỗ này là nói xấu người khác, sao ngồi chỗ khác lại nói xấu người này, mà họ không nghĩ là người ta sẽ đánh giá thấp mình chứ. À, nó nói xấu, nó xấu người khác trước mặt mình thì sau lưng mình chắc chắn nó cũng sẽ sẵn sàng nó nói xấu mình. Cái người mà gọi là cái lời thị phi nó dừng ở nơi người trí, tức người có trí tuệ, người ta không có bao giờ mà người ta nói lời thị phi. Ai nói ngả nói nghiêng, ai nói ngược nói xuôi thì mặc kệ, đến mình là sẽ dừng lại, không đi tiếp nữa. Mình lại tình nguyện làm đài phát thanh cho họ, sao mà dại thế? Không nên, đúng không nào? Lời hay lời dở thì đến mình là dừng, mà tốt nhất là không nghe, nói chuyện khác. Và tôi không thích nghe mấy cái chuyện đó. Hoặc là đó là khẳng khái nhé. Hoặc chúng ta khéo hơn thì chúng ta nói là chúng ta không nói gì, chúng ta chỉ nói điều tốt của họ thôi. Người này mới là người trí, người này mới là người khôn. Thế còn hôm nay nói xấu chị thì ngày mai nếu mà không được nhắc nhở thì sẵn sàng nói xấu bố mẹ, nói xấu ông bà, nói xấu thầy cô của mình với người khác. Thì người ta sẽ thèm thường mình. Thầy cô, bố mẹ, ông bà mà bị nói xấu ấy, chẳng tổn hại gì cả đâu. Và người tổn hại nhất chính là mình. Mình nói là mình thiệt thòi. Con nên ghi nhớ điều này. Chúng ta nói xấu bất cứ ai, họ không hề thiệt thòi tí nào. Họ cũng chẳng gầy đi cân nào. Mà người thiệt thòi nhất chính là mình. Cho nên khi lời thị phi là chúng ta không nên tuyên truyền. Biết mười mươi cũng không nói. Đó mới thực sự là người có tu dưỡng. Chỉ nói điều tốt thôi. Hôm kia thầy vừa nói với một cô đồng nghiệp của thầy. Người nào cũng có sở trường, người nào cũng có sở đoản. Có ai giỏi giang nắm tay từ sáng đến tối đến sáng được đâu. Ngay cả bản thân các thầy cô cũng phải tu dưỡng, cũng phải có lỗi lầm. Ai cũng có. Thế thì chúng ta nếu mà là khéo học thì chỉ nhìn vào sở trường của người khác, tuyên dương sở trường của người khác, mà không nói cái sở đoản của người khác,
Thì như thế mới là người biết học. Mình khen cái sở trường của họ để làm cái gì? Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn, đúng không? Thế giờ ngay câu sau là khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Hôm nay nhỡ mồm nói xấu người ta, chẳng may lại nói xấu đúng vào bạn thân của người ta, à, thế thì làm sao? Tiến thoái lưỡng nan thì làm sao bây giờ? Lời nói ra rồi thu lại thế nào được? Hả? Cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý nhé. Đây thầy nhắc nhở bạn nhưng mà cũng nhắc nhở chung đấy, không phải chỉ riêng bạn đâu. Cái này dễ mắc lắm, các con hết sức lưu ý cái chỗ này. Còn cái thái độ học tập nó rất là quan trọng. Lúc nào thầy cũng nói thái độ học tập nó quan trọng hơn cả trình độ. Nhiều bạn nói là phải học thật giỏi để làm cái này, làm cái khác. Theo thầy là không quan trọng. Thầy nói những cái nhà tỷ phú ấy, trên thế gian nó có nhiều đâu. Các trường đại học thì rất nhiều, nhưng có phải trường đại học nào cũng đào tạo ra tỷ phú đâu, đào tạo ra triệu phú đâu. Kể cả như là giáo sư dạy kinh tế, dạy ra học trò làm tỷ phú, nhưng mà thầy giáo vẫn hưởng lương, cũng không làm tỷ phú được. Cho nên chúng ta, cái gì mới quyết định cuộc đời của chúng ta, nó là phước báu quyết định, chứ không phải là cái tri thức của chúng ta nó, cái tri thức gọi là tri thức chúng ta học ở nơi sách vở, mà nó sẽ quyết định cái vận mạng. Cái trí tuệ của chúng ta nó phải là cái trí tuệ mà như người xưa nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nó là từ tự tánh, nó lưu xuất. Ai cũng có đầy đủ trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ cóp nhặt. Có những bạn không chú trọng đạo đức mà chỉ chú trọng học tập. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy lỗi của cha mẹ, vậy thì phải ngay lập tức kiểm điểm bản thân. Mình sai rồi. Không nên nhìn lỗi bố mẹ, không nên nhìn lỗi thầy cô. Đó là dại, đúng không nào? Nhìn thấy lỗi rồi, để trong lòng rồi là đã dại rồi, lại còn đi nói cho người khác nữa, lại càng dại hơn nữa. Đấy. Rất là quan trọng đấy nha các con nha, cái này quan trọng lắm, không phải là chuyện đơn giản đâu. Người ta nói thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. À, nhân hòa vẫn là số một. Nhân hòa là gì? Là được lòng người, được mọi người yêu quý, được mọi người giúp đỡ, được mọi người tương trợ. Đấy, chúng ta thấy là bao nhiêu khi lần mà Việt Nam chúng ta phải đối đầu với những cái giặc ngoại xâm rất là hung bạo, ví dụ như là ba lần quân thắng quân Nguyên Mông đấy, rồi chiến thắng Pháp này, rồi đế quốc Mỹ này, nếu không có dân, không được lòng người làm sao mà thắng đấy. Cho nên người xưa đúc kết cho chúng ta là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Cho nên chúng ta phải làm tốt cái mối quan hệ giữa người và người thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nghèo nhưng vẫn vui. Đấy. Còn nếu mà chúng ta cứ phấn đấu cho thật nhiều tiền nhiều của nhưng mà người giàu cũng khóc rất nhiều. Hai các con lớn rồi, cho nên là thầy nói những cái điều này ít nhiều các con cũng tiếp thu được. Ở đây nhiều bạn học giỏi lắm,
Nhiều bạn cũng làm thủ lĩnh các tổ, các nhóm, các đội, dẫn dắt các bạn. Đối với thầy cô thì ngoan ngoãn thế này thôi, nhưng mà với các bạn là cũng gọi là cũng hô, cũng hò hét ghê phết đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Hả? Bởi vì nhìn các con sáng sủa thế này cơ mà. Nhưng mà các con lưu ý, Bác Hồ dạy là phải vừa hồng vừa chuyên. Về kỹ năng, về kiến thức thì tất nhiên chúng ta phải học, nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải là đạo đức. Người xưa đúc kết cho chúng ta là gì? Thứ nhất là học đức hạnh, học đạo đức. Thứ hai là học ngôn ngữ. Thứ ba là học năng lực. Năng lực làm việc. Học giỏi lắm nhưng nấu bữa cơm không biết nấu. À, thế thì không được. Mất điện một cái là chịu, ăn mì tôm. Nấu bếp củi cũng chịu, không biết. Đây thì nhiều bạn chắc là không biết nấu bếp củi rồi. Không có năng lực làm việc. Rồi cuối cùng mới là học nghệ thuật. Mới học đàn, mới học sáo, mới học các thứ ba lê rồi các thứ đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cái cuối cùng lại học trước. Đấy, vừa mới bé tí bắt đầu là học ba lê rồi. Vì sao? Bởi vì là nó còn nhỏ thì cho nó dẻo tay, dẻo chân. Gặp khách một cái là chưa chào đã dạng hai chân, dạng sát xuống đất. Để làm gì? Để khoe. Chả nói năng gì, dạng phạch một phát là dạng chân phạch cho xuống đất. Thế là ông bà bảo đấy, nó vừa đi học ba lê về đấy. Thế là khách bảo giỏi quá, cả nhà vỗ tay là khen. Đi học võ. Học võ làm gì? Cũng chẳng biết học võ để làm cái gì nữa. Rồi đánh nhau. Học võ xong rồi đánh nhau. Đánh nhau đấy, bây giờ đến mức độ mà bố mẹ, thầy cô đau đầu. Mới học lớp 6, lớp 7, lớp 8 mà quan hệ xã hội cực kỳ phức tạp. Phức tạp lắm. Chuyên, gọi là chuyên đánh nhau. Yêu đương có nhiều không? Cho nên đầu tiên phải là đức hạnh. Thứ hai là ngôn ngữ. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Người ta nói là ngôn ngữ là trang phục của đạo đức. Im không nói thì thôi, cứ mở miệng ra nói cái là toàn nói dở. Nói cái là người ta bảo đứa nào vừa nói đấy, con cái nhà ai đấy, có chết không, gọi là ích chết tại miệng như thế. Không nói thì thôi, nhưng nói ra cái là người ta biết ngay là trình độ đạo đức đến đâu rồi. Cho nên cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Đây tôi kể cho câu chuyện vui thôi, để nhưng mà chúng ta nhớ ngôn ngữ nó quan trọng như thế nào. Có ba anh em nhà ông này không biết nói chuyện gì cả. Nói một câu cũng không nói được. Gọi là chọc phú mà, nhưng mà lại có ba đứa con không biết nói. Thế là ông mới cho đi học nước ngoài, thì học mấy năm. Thì mỗi đứa học về nước thì nói được mỗi một câu. Anh cả thì nói được câu là tôi, chính tôi. Anh hai thì nói được câu là chẳng biết tại sao. Còn em út thì nói được đúng một câu, gọn lòn là đúng rồi. Thế là ba anh em hôm đấy mới ra công viên chơi thì thấy một cái xác người chết. Đứng xem, đang gọi là đang hớt hải đứng xem thì thấy ba bốn chú cảnh sát đi đến. Chú mới hỏi là ai giết người này? Thì anh cả tranh để tao nói trước. Hai đứa em cứ là sợ một phép không dám nói. Anh cả nói tôi, chính tôi. Đấy. Rồi nói xong rồi, nói được mỗi câu thế thôi. Thế chú cảnh sát thứ hai hỏi tại sao các anh lại giết người? Thằng anh hai bảo
anh nói rồi, bây giờ đến tôi. Thằng kia im, không được nói. Nó nói là không biết tại sao. Đấy. Thế cảnh sát nói là được, vô cổ chúng đưa về đồn. Thằng em nói là ê, bây giờ em nói đúng rồi. À, nó nghĩ trong đầu thế, nó bảo đúng rồi. Thế là cả ba anh em về đồn. Đấy. Không nói thì thôi, đúng không? Ú ớ thì có khi không sao, nhưng nói ra là chết. Cho nên cái lời nói, đây là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà lời nói rất quan trọng. Các con lưu ý cái chỗ này. Năng lực làm người làm việc phải biết làm việc. Cho nên các bạn đang ở chỗ thầy Tịnh Sang ấy, được thầy hướng dẫn làm việc rất tuyệt vời. Thầy nhìn ảnh, thầy nhìn video là thầy biết các con làm việc rất là thuần thục, chứng tỏ thầy rất dụng tâm cho các con. Rồi cuối cùng mới tri thức chứ. Chứ thầy thấy nhiều bạn là bố mẹ thì không hiếu thảo, nhưng mà chỉ bảo là tập trung cho việc học tập thôi, để tương lai sau này mình phải nhiều tiền, phải thế này thế khác. Các con nghĩ như vậy là sai nhá. Chúng ta không nên có những suy nghĩ như vậy. Đầu tiên chúng ta phải học đạo đức. Cho nên hôm nay thì chúng ta bắt đầu vào học cái chương đầu tiên, ở nhà phải hiếu. Thầy muốn chia sẻ với các con một chút như vậy, để các con có cái tư tưởng nó đúng đắn, đừng có bị lệch lạc. Cái sự lựa chọn về tư tưởng nó quan trọng lắm. Chúng ta mà đặt cái tư tưởng nó sai ấy, thì cả cuộc đời này chúng ta sẽ đi sai. Cái hướng đi đã sai rồi thì cả cuộc đời này bị sai. Rồi đến lúc chúng ta mới hỏi là tại sao mình lại khổ. À, thầy không biết các con sao, nhưng mà cái ngày bằng tuổi các con ấy, thầy phải đã có lập chí rồi. Tương lai mình như thế nào, có lập chí. Đến hiện tại, thời điểm hiện tại đây, thì nó hoàn toàn là với cái mong muốn của mình. Không có mơ, gọi là mơ mộng. Không có mơ mộng ước sau này thành siêu nhân, thành cái gì đấy, làm những cái gì đấy, không có ước mơ mơ mộng. Mà hiện thực mình ngồi đây đúng với những cái mơ ước của mình. Phải có chí hướng như thế. May mắn lại học văn hóa truyền thống, lại gặp phép tắc người con để học, để mà hành. Ồ, tuyệt vời lắm. Các con nhiều bạn không cảm nhận được, nhưng mà các thầy cô ở đây, các bậc phụ huynh đã được học rồi thì thấy nó quá tuyệt vời. Nó như là cái phao cứu mạng, chứ không hề đơn giản tí nào đâu. Phép tắc người con thì có 7 chương, chúng ta học chương 1. Chương thứ nhất là ở nhà phải hiếu, nó có 24 điều. 24 điều này, trước đây chúng ta một điều chúng ta không biết, có đúng không? Một điều mình cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta biết là chúng ta phải làm tốt 24 điều. Vì sao phải hiếu? Ra nó hỏi câu này thì nhiều bạn nói là thầy hỏi câu này thừa, bởi vì con biết rồi. Nhưng mà thật sự chúng ta biết chưa? Chưa. Hỏi thầy cô biết chưa? Thầy cô cũng chưa. Nhưng cái chữ chưa này nó ở nhiều cái mức độ khác nhau. Người nào là người biết hiếu? Chính là các bậc thánh hiền. Bởi vì các ngài làm việc hiếu ấy, không có thiếu khuyết. Còn chúng ta làm việc hiếu ấy, thì thường bị thiếu khuyết. Bởi vì chúng ta chưa hiểu hiếu là cái gì, phải làm hiếu như thế nào. Vì sao lại phải hiếu? Chữ hiếu ấy, nó ở trong cái chữ Hán cổ ấy, phía trên của nó là chữ lão. Nó là gồm hai bộ ghép lại. Ở đây có một số bạn học chữ Hán, các bạn biết ở trên là bộ lão, ở dưới là bộ tử. Lão là đại diện cho thế hệ trước, là cha ông của mình, là tổ tiên của mình.
Tử là thể hiện cho thế hệ sau là con cái. Nó là một khối thì gọi là hiếu. Tử cõng lão. Tức là cái chữ tử ở dưới nó cõng cái chữ lão bên trên. Đấy. Thế hệ sau và thế hệ trước liền một khối thì gọi là hiếu. Người xưa lập tự sâu sắc vô cùng. Hàng nghìn năm ông cha chúng ta đều dùng cái chữ này. Nhưng ngày nay thì chúng ta học tập là để thưởng thức thôi. Để thưởng thức, để thấy cái trí tuệ của người xưa nó hay như thế nào. Đấy, còn bây giờ chúng ta thấy hiếu là gì? Chúng ta không hiểu hiếu là gì thì chúng ta đọc hết cái chương 1 thì chúng ta sẽ biết hiếu là phải làm cái gì. À, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Cho tới cái câu cuối cùng là cha mẹ bệnh nếm thuốc trước ấy. Ngày đêm hầu không rời giường, tang 3 năm thường thương nhớ, chỗ ở đỗi không rượu thịt, tang đủ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Từ khi chúng ta còn nhỏ dại, cha mẹ nuôi nấng chúng ta như thế nào, chúng ta phải nghe lời cha mẹ ra làm sao. Cho đến lúc chúng ta lớn khôn, cha mẹ già yếu, cha mẹ bệnh, đau bệnh, cha mẹ qua đời, thì chúng ta phải hành hiếu với cha mẹ như thế nào. Thì toàn bộ cái phần này, 24 điều này dạy chúng ta làm người con hiếu. Hôm trước thầy nói với cả lớp chúng ta, hiếu là căn bản đạo đức làm người. Căn là dễ, bản là gốc. Giống như cái cây phải có gốc rễ thì con người cũng vậy, phải có gốc rễ của đạo đức, đó chính là hiếu. Người xưa nói là người quân tử thì chỉ chăm lo vun bồi cái gốc. Gốc mà nó đứng vững thì cành lá hoa quả sẽ sinh ra. Tức là chúng ta phải hiếu thảo, phải vững vàng, phải biết hành hiếu với cha mẹ thì tất cả những cái phúc lành nó sẽ sinh ra. À, bây giờ chúng ta đi tìm bên ngoài là chúng ta đi sai hướng rồi. Người phương Tây họ không biết chữ hiếu đâu các con ạ, không biết đâu. Nhưng mà có nhiều người, người ta đang bị hiểu nhầm ở cái chỗ này. À, người ta không hiếu mà người ta sướng hơn mình đấy. Mình hiếu sao mình vẫn nghèo, sao mình vẫn khổ. Các con phải nên biết một điều, người phương Đông chúng ta, cái triết lý phương Đông chúng ta vô cùng sâu sắc. Không phải lo ở trong một đời này, mà người phương Đông chúng ta là lo nghĩ cho nhiều thế hệ, lo cho thế hệ sau của mình nữa. Nhưng mà người ngày nay thì sao? Chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi. Con cái 18 tuổi một cái là không cần phải quay về nhà nhìn cha mẹ nữa. Tức là mình là một cá thể, không cần phải nhìn đến cha mẹ. Cha mẹ cũng cho đó là chuyện bình thường. Nó lớn rồi, nó đi ra ngoài rồi, không đến, không về nhà nữa. Vậy thì bố mẹ già thì làm sao? Bố mẹ già thì nhà nước sẽ nuôi, sẽ có trại dưỡng lão. Đấy. Cho nên người trẻ ở phương Tây thì họ rất là sung sướng, nhưng người già thì họ rất là khổ. Có những người già trong trại dưỡng lão dán đầy ảnh con ở trên tường. Một năm may mắn lắm thì có cụ mới có con đến thăm một lần, thì mới vui vẻ nói với bạn là con của tôi nó còn chưa quên tôi. Đấy. Còn người phương Đông chúng ta thì sao? Trẻ cậy cha, già cậy con. Cái chữ hiếu mà, nó là một khối mà, nó có tách rời đâu. Còn nước ngoài tách rời, cha là cha, con là con, vậy thì không phải hiếu. Cho nên cái triết lý người phương Đông chúng ta sâu sắc lắm. Và đặc biệt người Việt Nam chúng ta thì các con thấy cái tinh thần hiếu đạo ấy, nó đã được truyền từ đời này sang đời khác hàng 4.000 năm văn hiến của chúng ta rồi.
Con thấy là hàng năm chúng ta có những cái ngày giỗ này, ngày tế này, tế tự ông bà tổ tiên 23 tháng chạp, rồi ngày mùng 29-30 Tết là bữa cơm tất niên, là mời ông bà tổ tiên đã khuất về ăn cơm với con cháu. Nhà nào cũng có bát hương thờ ông bà tổ tiên hết. Đây chính là hiếu. Nhưng nước ngoài họ có đâu. Nhà ai mà không có bàn thờ ông bà tổ tiên, không có bát hương thờ ông bà tổ tiên thì giống như là mình đi ở nhà trọ ấy, giống như đi ở nhà thuê ấy. Nó lạnh lẽo. Nhưng các con xem ngày 30 Tết mà trong nhà ấy, bố mẹ rồi chúng ta đã chuẩn bị làm một mâm cơm tất niên để cúng thắp hương ông bà tổ tiên, mùi khói hương thơm này, rồi cái không khí ấm áp của gia đình này. Các con ở đâu thấy được cái chỗ này? Các con đi ở nhà trọ không bao giờ các con có cái cảm giác này đâu. Cho nên cái tinh thần hiếu đạo là ăn sâu bén rễ lâu đời đối với người Việt Nam chúng ta. Vậy mà bây giờ thì nhiều người không có để ý đến cái việc này. Thắp hương là phải xem mình thích cái gì cơ. À, ôi giời đừng mua cái này thắp hương thì ăn sao được, tí mình không ăn được. Nhưng mà cái người con hiếu thảo ấy, là ngày sống cha mẹ muốn ăn đồ gì thì ngày mất thắp hương mình cũng phải thắp hương cái đồ đó. Việc người chết như người sống mà. Đấy. Cho nên nó sâu sắc vô cùng. Chúng ta thì không phải là người mà gọi là hoài cổ để mà một cách mù quáng, không phải như thế. Người xưa dạy chúng ta là ôn cố chi tân, tức là chúng ta ôn lại những cái nề nếp, những cái lễ tiết của người xưa để chúng ta biết sống, hiểu biết cái cách sống, lấy những cái điều tốt đẹp của người xưa để chúng ta áp dụng cho cuộc sống hiện tại, gọi là ôn cố chi tân. Bác Hồ ở trong diễn ca Sử Ca, bác nói là dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đấy là người dân của một nước này. Còn con cháu thì phải biết là ông nội mình là ai, bà nội mình là ai. Ông bà còn sống thì phải hiếu thảo bố mẹ như nào, hiếu thảo với ông bà như thế. Rồi ông bà đã khuất thì cũng ít nhất cũng phải biết là ngày giỗ, ngày chạp của ông bà mình, ngày kỵ là ngày nào, để nhỡ may mà bố mẹ đi vắng, không có, không làm được thì người không có mình làm thay chứ. Đó. Cho nên tất cả những cái này các con cũng phải được học, cũng phải biết. Đó chính là tinh thần hiếu đạo. Cho nên hiếu là căn bản để làm người. Mà nếu chúng ta không có cái này thì những cái phía sau á, những cái điều phía sau không làm được. Cho nên quan trọng nhất của việc học tập đó là gì? Chuyển hóa nội tâm. Cái nội tâm của chúng ta nó đang cứng quá. Đối với cha mẹ, chúng ta thường xuyên làm cho cha mẹ buồn. Chúng ta cũng phải xem lại. Bởi vì thật sự là cha mẹ chúng ta là những người thương chúng ta lắm. Có ân đức với chúng ta nhiều lắm. Không thể nói được. Các thầy cô học được, các thầy cô trước đây, nói thật với các con là thầy không có khóc, thầy không có rơi nước mắt đâu. Thầy nghe được một câu mà thầy rất là ấn tượng. Bạn thầy nói là con trai chỉ khóc khi thấy hành thôi, cho nên là thầy ít rơi nước mắt lắm. Nhưng mà khi học tập văn hóa truyền thống, khi mà quỳ trước chân cha mẹ thì thầy khóc rất nhiều. Khi xem mỗi cái đoạn phim xúc động về tình cảm cha con, hoặc là hôm trước thầy xem cái đoạn video mà thầy tịnh sự làm cho các con ấy, thầy cũng rơi nước mắt. Cảm động lắm. Bởi vì thấy những người con biết quỳ dưới chân cha mẹ để rửa chân cho cha mẹ, biết thương cha mẹ, biết chăm sóc cho cha mẹ. Nhìn thấy cái bạn nhỏ mới học, chắc là học lớp 5 tuổi á, mầm non 5 tuổi, chăm sóc bố mẹ rất là cẩn thận. Từ cái việc dém chăn, dém màn rồi là dém mền cho cha mẹ rất là chú đáo, cẩn thận, dâng nước rất cẩn thận. Nhìn thấy cảm động vô cùng, rơi nước mắt.
Con người ta ai cũng thiện mà, ai cũng có tánh thiện, nhưng chẳng qua chúng ta không được dạy, không được bảo, cho nên nó cứ khô cằn như sỏi đá vậy. Nhìn thấy xấu thì thích, nhìn thấy tốt thì quay đầu, lắc đầu. Có người chỉ bảo cho thì bảo là thôi ông đừng có nói đạo lý nữa, nói đạo lý ít thôi. Những người này là những người mà Thánh Hiền nói là những kẻ đáng thương, không có mến đức, không có mộ đức. Những cái người mà có gọi là có thiện căn phước đức, là người ta thấy cái điều thiện, điều tốt là người ta thích lắm, người ta đi theo, người ta học tập. Còn cái người mà thấy tốt ấy, thì quay mặt, thấy xấu thì lăn xả vào, chết cũng được. Không ăn, không chơi, già đời cũng chết. À, tuyên truyền nhau thế. Tuổi trẻ không chơi thì đến già thì hết cơ hội. Hả? Thầy nói cho các con biết, nếu như các con mà để một cái lời mà ấn tượng xấu ấy, mà nó dẫn dắt mình ấy, thì không khác cái con trâu bị sò mũi. Dắt hướng đông là phải theo hướng đông, dắt hướng tây là phải theo hướng tây. Người nào mà nghe được điều tốt, mà điều tốt dẫn dắt, thì người này là người có phước báo. Có người mà nghe một cái câu nói mà đời này mình không làm gì ai thì thôi, đừng có ai làm gì tôi. Đụng đến ai thì không sao, nhưng đụng đến tôi là không được. Nó, cái câu này nó dẫn dắt mà nó làm cho biết bao nhiêu người đau khổ. Nhưng có người thì nghe được những câu như là sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Người cho hạnh phúc hơn người nhận. Làm con phải hiếu, làm học trò phải kính. Ở những cái câu này cứ gặp thầy, gặp cô, gặp cha, gặp mẹ là những cái lời nói hay, nói tốt này, nó bật lên ở trong tâm trí mình, nó dẫn dắt cuộc đời mình, thì người này là người có phước báo. Chúng ta hay chúc nhau ngũ phúc lâm môn đấy, tuổi thọ này, khỏe mạnh này, giàu sang phú quý này, hảo đức này, thiện trung này. Phước báo là như thế đấy. Ai cũng mong những cái thứ này, nhưng mà hư lắm, bất hiếu lắm, thì làm sao mà có được. Cho nên thầy mong các con là cái chương ở nhà phải hiếu này này, chúng ta làm đi, chúng ta cố gắng thực hành đi, chuyển cái nội tâm của chúng ta đi, gần gũi cha mẹ hơn, trân trọng cơ hội ở bên cha mẹ. Không còn nhiều thời gian đâu các con ạ, lớn hết rồi. Thầy thấy các con, thầy thấy các con là lớn quá rồi, thầy đang lo cho các con này này. À, sắp rời xa cha mẹ hết rồi, cơ hội không được nhiều nữa đâu, cùng lắm là 5 năm. Có bạn thì chỉ được 4 năm, có bạn thì chỉ được 3 năm, có bạn chỉ được 1 năm. Là phải rời xa cha mẹ để đi gọi là tự lập rồi. Không báo hiếu cha mẹ thì chờ đến lúc nào? Người xưa nói là cây muốn lặng gió chẳng được. Cha mẹ chúng ta thì già đi từng ngày, chúng ta thì cũng lớn từng ngày. Muốn ở bên cha mẹ lâu một chút cũng không được. Đấy. Cho nên các con phải cố gắng chuyển hóa cái nội tâm của mình. Cái nội tâm của mình nó đang còn cứng quá thì mình phải làm mềm nó xuống. Phải biết lắng nghe cha mẹ, phải biết cảm thông cha mẹ, phải biết yêu thương cha mẹ. Thì đó mới chính là cái lợi ích của việc học tập. Và đó cũng là mong muốn của các thầy cô, cũng như là cái mong muốn rất là khẩn thiết từ phía cha mẹ các con. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây, hôm nay thầy nói quá mất mấy phút rồi. Rồi xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các con. Thank you.